xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn công thức làm món vịt lagu. Và để thực hiện được món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 500g thịt vịt. Thịt vịt sau khi mua về thì các bạn nhớ là mình sẽ giã nát một củ gừng nhỏ, hòa thêm với một ít rượu trắng. Sau đó thì các bạn sẽ chà xát lên thịt vịt như thế này. Như vậy thì vịt nó sẽ khử bớt được mùi hôi. Hôm nay mình sử dụng 500g thịt vịt là dùng cho khẩu phần ăn từ 2 đến 3 người. Nếu như nhà của các bạn đông người hơn thì các bạn có thể là tăng liều lượng thịt vịt lên nhé. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là 150g khoai tây. Nếu như không có khoai tây thì thay thế bằng khoai lang vẫn được. Hai củ cà rốt nhỏ như thế này là khoảng 100g. Tỏi băm, hành tím băm và nửa củ hành tây khoảng 50g. Một nhánh gừng nhỏ. Bởi vì thịt vịt đó các bạn thì nó có tính hàn, cho nên là các bạn nên cho một ít gừng vào. Như vậy thì nó sẽ ấm bụng hơn. Và đây là một muỗng canh sắn dây để mình tạo cái độ sánh cho món ăn. Một ít hành lá, một ít ngò rí. Và tiếp theo nữa là 100g nấm rơm. Sau khi mua về các bạn sẽ gọt sạch cái phần gốc nè, rồi ngâm vào trong nước muối trong khoảng thời gian 5 phút. Sau đó thì rửa sạch lại với nước. Và đây là đậu Hà Lan là 200g. Nếu như các bạn tìm mua được đậu Hà Lan tươi thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà không có thì mình sử dụng đậu Hà Lan đóng hộp cũng được ha. Và đây là 500ml nước dừa tươi. Cuối cùng sẽ là các gia vị nêm nếm cần thiết khác như là tương ớt, dầu màu điều để giúp cho món ăn của mình có màu sắc đẹp mắt, đường, hạt nêm, muối và tiêu xay. Nếu như các bạn không thích ăn hạt nêm thì các bạn thay thế bằng bột ngọt cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món vịt nấu lagu này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ cắt nhỏ cà rốt với độ dày là khoảng 1cm nha các bạn. Rồi các bạn dùng dao răng cưa để mình cắt khoai tây cho nó đẹp ha. Thì khoai tây các bạn nhớ là mình sẽ cắt to hơn so với cà rốt. Rồi một nhánh gừng nhỏ sắc sợi. Về hành tây thì các bạn sẽ cắt muối cao, cắt mỏng hơn như thế này khoảng 0.5cm. Rồi hành lá cắt khúc và ngò rí các bạn cũng cắt khúc luôn. Bước tiếp theo, chúng ta ướp gia vị cho thịt vịt. Cho thịt vịt vào một cái tô lớn nè. Hôm nay là mình sử dụng vịt xiêm các bạn. Cho vào thịt vịt một muỗng canh đường, một muỗng cà phê muối, một muỗng canh hạt nêm. Do hôm nay là món ăn của mình không có sử dụng nước mắm cho nên là mình sẽ cho hạt nêm nó hơi nhiều. Mình cho ở đây là một muỗng canh hạt nêm ha. Món này thì các bạn có thể là mình nấu để mình ăn với mì hoặc là bún, cho nên là các bạn nêm nếm nó hơi đậm đà một chút nha. Để khi mình ăn với bánh mì hoặc là bún thì cái gia vị nó sẽ vừa. Tiếp tục các bạn cho vào đây một muỗng cà phê tương ớt. Cuối cùng sẽ là một ít tiêu xay. Bây giờ thì các bạn sẽ trộn đều lên. Và các bạn để cho thịt vịt ngấm gia vị trong khoảng thời gian là 30 phút. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi chuẩn bị các nguyên liệu còn lại ha. Thịt vịt thì các bạn đừng có chặt nhỏ quá nhưng cũng đừng quá to. Và mình để cho thịt vịt ngấm gia vị ha. Tiếp theo, chúng ta sẽ ướp gia vị cho khoai tây và cà rốt. Các bạn sẽ cho vào đây nửa muỗng canh đường. Tiếp theo, một muỗng cà phê hạt nêm và một ít tiêu xay. Rồi bây giờ thì các bạn cũng trộn đều và để riêng một bên. Rồi, đây là nấm rơm. Các bạn cũng sẽ nêm vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm. Rồi các bạn để riêng luôn. Tiếp theo chúng ta bắt nồi lên, cho vào đây 2 muỗng canh dầu điều. Mình sử dụng dầu điều để thay thế cho dầu ăn đó các bạn, để cho món ăn của mình nó có cái màu đẹp hơn. Về cách thắng dầu màu điều thì các bạn có thể là xem lại clip cũ của mình nha. Mình cũng đã có chia sẻ về cách thắng dầu màu điều rồi. Mình sẽ để đường link ở phần chú thích và mô tả, các bạn vào đó xem nhé. Các bạn nhớ là sẽ để mức lửa nhỏ nhất
Sau khi dầu màu điều đã bắt đầu nóng lên thì các bạn sẽ cho một ít hành tím băm, gừng, các bạn sắc sợi là các bạn cho hết vào. Và cho vào đây một ít tỏi băm. Sau khi gừng tỏi đã thơm, các bạn cho thịt vịt mình đã ướp gia vị nè. Bây giờ mình cho vào mình xào cho nó săn lại nhé. Lúc này thì các bạn có thể là tăng mức lửa lớn hơn một chút để mức lửa vừa. Lagu thì có là lagu vịt, cũng có thể là lagu gà. Cho nên là mình không thích ăn thịt vịt thì vẫn với công thức này các bạn có thể là thay thế bằng thịt gà cũng rất là ngon nha. Lúc này thịt vịt đã bắt đầu săn lại thì các bạn cho nước dừa tươi vào. Đây là cái tô mà các bạn đã ướp gia vị, bây giờ các bạn sẽ cho nước dừa vào để mình tráng cho nó hết cái gia vị trong tô ha, mình cho vào nồi luôn. Các bạn sẽ chỉnh về mức lửa lớn vừa để cho nước nó nhanh sôi bùng trở lại. Các bạn sẽ cho thêm nước lọc vào. Mình sẽ cho thêm vào đây khoảng 700ml nước lọc nữa nha các bạn. Rồi thì bây giờ các bạn để mức lửa lớn để chờ cho vịt nó sôi bùng trở lại. Sau đó thì các bạn sẽ giảm lửa. Và mình nấu cái món này mình sẽ không đậy nắp. Từ đầu đến giờ là mình đã nấu được 5 phút thì thịt vịt bắt đầu sôi trở lại. Các bạn sẽ giảm về mức lửa nhỏ vừa và mình sẽ nấu trong khoảng thời gian 15 đến 20 phút đến khi thịt vịt nó vừa chín tới ha. Nếu như có bọt thì các bạn cũng sẽ hớt bỏ cái phần bọt này. Sau khoảng thời gian 20 phút thì bây giờ thịt vịt cũng đã vừa chín tới. Bây giờ thì các bạn vẫn để mức lửa nhỏ và mình sẽ đi chuẩn bị khoai tây và cà rốt. Cho vào đây một muỗng canh dầu điều. Dầu bắt đầu nóng thì các bạn cho một ít hành tím băm vào, một ít tỏi băm. Tiếp tục cho vào đây một muỗng canh tương cà. Rồi các bạn cho khoai tây và cà rốt vào. Sau đó thì các bạn sẽ đảo đều và các bạn sẽ xào khoai tây cà rốt với mức lửa trung bình trong khoảng thời gian là 4 đến 5 phút. Rồi các bạn đã xào khoai tây và cà rốt được 5 phút rồi ha. Bây giờ thì các bạn sẽ cho trực tiếp vào nồi vịt luôn. Rồi vẫn là cái chảo này, các bạn tiếp tục cho vào đây một muỗng canh dầu điều, cũng để lửa nhỏ vừa. Cho vào đây một muỗng canh tương cà. Cho hết hành tím băm còn lại vào phi thơm. Tiếp theo các bạn cho nấm rơm vào, các bạn xào. Thường thì đối với những món ăn về nước như thế này, các bạn xào trước thì món ăn nó sẽ thơm ngon hơn. Nấm sau khi các bạn đã xào được 4 phút, bây giờ thì tắt bếp và cho vào nồi vịt luôn. Sau khi các bạn cho khoai tây và cà rốt vào, các bạn nấu thêm 5 phút nữa. Rồi bên cạnh đó, song song đó thì các bạn cũng sẽ đi xào nấm rơm. Nấm rơm sau khi xào xong thì các bạn cũng sẽ cho vào nồi luôn ha. Mình sẽ cho vào đây một ít nước lọc để mình tráng hết cái gia vị nó còn sót lại trong chảo nè. Các bạn lưu ý nha, khi mình cho cà rốt và khoai tây sau khi đã xào xong cho vào nồi vịt thì các bạn phải nấu thêm 5 phút rồi các bạn mới cho nấm rơm vào ha. Để cho khoai tây và cà rốt nó được chín đó. Sau khi cho nấm rơm vào, các bạn cũng sẽ cho đậu Hà Lan vào luôn.
Các bạn để mức lửa trung bình giúp mình nhé. Và sẽ nấu thêm 5 phút nữa. Rồi sau khi các bạn cho nấm rơm vào, các bạn nấu thêm 5 phút. Bây giờ đã được 5 phút rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho hành tây vào. Mình sẽ nấu thêm 2 phút nữa với mức lửa trung bình. Và để tạo độ sánh cho món ăn thì các bạn, đây là một muỗng canh bột sắn dây. Nếu như không có bột sắn dây thì các bạn có thể là thay thế bằng bột năng ha. Cho vào đây một ít nước lọc để mà mình hòa tan nó. Rồi mình khuấy xong rồi, bây giờ mình để riêng sang một bên ha. Sau khi hành tây nó chín thì mình mới cho bột sắn dây vào, mình tạo độ sánh cho món ăn. Lúc này thì mình có thể là nêm nếm lại xem là gia vị nó đã hợp với khẩu vị ăn gia đình của mình chưa. Rất là vừa ăn rồi các bạn. Tuy nhiên thì mình ăn với bánh mì và bún, cho nên là các bạn phải nấu cho nó đậm đà hơn. Bây giờ thì mình sẽ nêm thêm vào đây một muỗng cà phê muối. Cho vào đây 2 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê hạt nêm. Khi mà các bạn ăn với bánh mì hoặc bún á, thì gia vị nó sẽ vừa phải, nó không quá nhạt nha. Còn khi mà các bạn nêm nếm ở trên bếp nó vừa, thì khi mình ăn với bánh mì hoặc là bún á, thì nó sẽ bị nhạt hơn đó các bạn. Cho nên là bắt buộc các bạn phải nêm nếm cho nó đậm đà hơn nha. Rồi hành tây cũng đã chín, bây giờ thì các bạn sẽ cho bột sắn dây mình đã khuấy tan vừa rồi mình cho vào. Mình sẽ cho từ từ vào nha các bạn. Mình vừa cho và mình vừa khuấy nhẹ lên như thế này. Nếu như các bạn muốn cho vịt lagu của mình nó sánh hơn thì các bạn có thể là tăng cái lượng bột năng hoặc là bột sắn dây lên nhé. Rồi món ăn của chúng ta đã hoàn thành, bây giờ thì các bạn sẽ cho ra tô và thưởng thức. Rồi ha các bạn, mình đã cho vịt lagu ra ngoài tô như thế này, mình cho ngò rí và hành lá lên. Bây giờ thì mình sẽ rắc lên đây thêm một ít tiêu xay nữa. Như vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn tất rồi đó các bạn, nhìn rất là đẹp mắt và chất lượng ha, thơm ngon. Thì món vịt lagu thì các bạn sẽ ăn kèm với bánh mì hoặc là bún nha. Như vậy thì các bạn có thể là vào bếp và vào dịp cuối tuần khi mà nhà mình có tiệc hoặc là có khách đến thì các bạn có thể là vào bếp và thực hiện món ăn này. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món vịt lagu này nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để biết thêm công thức về món vịt lagu này nhé. Nếu như các bạn có góp ý hoặc là thắc mắc gì về món ăn này, các bạn comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian trả lời đến với các bạn. Một lần nữa chúc tất cả các bạn sẽ thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!